Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, so với thời điểm này hàng năm, nền nhiệt ở các tỉnh thành Bắc Bộ ở mức khá cao khi nắng nóng đã xảy ra trên khu vực suốt từ đầu tháng đến nay. Dự báo trong đêm nay, những cơn mưa chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương ở vùng Trung Du và Đồng Bằng. Riêng vùng núi, mưa rông xuất hiện rải rác. Sang ngày mai, thời tiết thay đổi dần, những cơn mưa rào và rông xuất hiện nhiều hơn và tập trung về chiều và tối. Tại khu vực vùng núi có khả năng xảy ra mưa rông mạnh với lượng khá lớn. Trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trong ngày trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không còn mạnh như những ngày trước mà xen giữa với những khoảng có mây. Nhiệt độ có xu hướng giảm đi với mức nhiệt cao nhất trưa chiều từ 31 đến 35 độ. Chi tiết tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông vài nơi. Thời điểm này, tiết trời khá mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất từ 24 cho tới 26 độ, vùng cao chỉ từ 18 đến 20 độ. Đến trưa chiều mai, mưa giảm, trời chuyển nắng nhiều, nhiệt độ có xuống tăng dần, cao nhất ngày mai từ 32 cho tới 34 độ, vùng cao thấp hơn trong khoảng từ 28 cho tới 30 độ. Sự chuyển đổi thời tiết mới chỉ bắt đầu ở Bắc Bộ, còn các tỉnh duyên hải miền Trung trong ngày mai vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể. Dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió phơn nên suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, trời đều có nắng và nhiệt độ cao nhất trong khoảng thời gian trưa chiều từ 33 cho tới 36 độ. Một vài nơi ở vùng núi phía Tây có thể vượt ngưỡng 36 độ. Còn đối với khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng vừa phải, đến chiều tối mưa rông xuất hiện rải rác nên nhiệt độ thấp hơn phần phía Bắc khoảng 2 độ, phổ biến từ 33 cho tới 34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong đêm nay cũng như chiều tối mai, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình nên trời có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất duy trì xung quanh ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ ở vùng cao nguyên và từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Yên Bái đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và huyện Lục Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.